rồi. Ừ, rồi. Xin chào mọi người. Chim tập thể dục nhé, đó là tập thể dục. Chứ sâu lên rồi. Chào mọi người, hôm nay thì bữa ăn hôm nay thì đơn giản với cà phê đá, cà phê sữa đá, khoai tây và gà que, gọi là gà que, chicken fry, gà chiên. French fry, và tay chiên với lại ly cà phê sữa đá. Ngon lắm, ngon đây đây. Chấm. Chấm.